Hello các bạn, trong đoạn clip này Liễu sẽ tập trung báo giá cho các bạn ở thời điểm hiện tại của dòng xe Exciter 155 và Winner V3 ha. Đối với những bạn nào mà đang có ý định mua một trong hai những dòng xe con tay Việt Nam này thì hãy nhanh theo dõi clip của Trúc Liễu để nắm được giá em nó và thủ tục mua xe như thế nào ha. Thì đầu tiên là Exciter 155 thì giá hiện tại của em nó đang dao động tầm khoảng từ 41 triệu đồng. Giá này chưa bao gồm phí ra, biển số, giấy tờ gì hết ha. Ở Exciter 155 thì em nó được sở hữu với lại hai phiên bản bao gồm là chìa khóa và khóa thông minh Smart Key. Hiện tại giờ em nó đã ra thêm phiên bản của 2024 đã bao gồm tiêu chuẩn cao cấp và phanh ABS luôn rồi. Cho nên là những bạn nào mà đang có ý định sở hữu những phiên bản cũ hay mới gì đó thì cứ nhanh tay liên hệ với Trúc Liễu theo số điện thoại là 0383 835066. Số điện thoại chính chủ cũng là số Zalo của Liễu luôn. Liễu sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bạn từng bản, từ phiên bản 1 ha. Đối với lại những màu sơn 3D tại cửa hàng của Trúc Liễu thì khi mà các bạn sở hữu thì đều được bảo hành cho các bạn về nước sơn trong trường hợp như bong chóc, xuống màu, nổ sơn gì đó. Thứ hai là được hỗ trợ sơn màu theo yêu cầu của các bạn luôn. Mình thích màu như thế nào, thích lên tem như thế nào thì bên Liễu sẽ lên hoàn toàn theo yêu cầu của mình luôn ha. Thế thì là dòng xe Winner V3. Đối với lại Winner V3 thì hiện tại màu zin của em nó khá là ít màu, nó sẽ có tầm khoảng là về màu bóng thì nó sẽ có 4 màu bóng bao gồm là đen bóng, trắng bóng và đỏ bóng cùng phiên bản HRC. Còn nhám thì em nó sẽ có bạc nhám, đen nhám và đỏ nhám. Về màu sơn 3D thì bên Liễu đã lên cho các bạn khá là nhiều những phiên bản màu sơn 3D khác nhau, tầm khoảng từ mười mấy tới 20 màu sơn luôn. Thì những bạn nào đang có ý định mua thì hãy nhanh tay ở thời điểm hiện tại vì giá em nó đang là siêu siêu rẻ luôn, tầm khoảng từ 34 triệu trở lên thôi. Với các bạn mua trả góp thì chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 4 triệu trở lên là mình đã có thể sở hữu ngay là dòng Winner rồi. Còn đối với lại dòng Exciter 155 thì đưa trước tầm khoảng từ 6 triệu trở lên nha. Còn đối với lại hai phiên bản này, tất cả các dòng xe có bạn muốn mua trả góp thì chỉ cần đưa trước tầm khoảng từ 40% giá trị xe thì mình sẽ được hưởng ngay gói cả về gốc và gói lãi suất thấp nhất của hệ thống nha. Hơn nữa thì bên cửa hàng của Trúc Liễu hiện tại đang có hỗ trợ là ship xe về tận nhà, thu xe cũ đổi lấy xe mới và giảm ngay cho các bạn từ 1 tới 2 triệu khi mua xe liên hệ với Trúc Liễu trước nhé. Cảm ơn các bạn.